Anh Tuệ, anh gọi cho bác Chí đi, đừng có để chúng nó đến làm ở Mỹ ở quán mình. Nhanh lên. Để anh. Sao mày còn dai hơn cái đĩa đói thế à? Quán xá mà tiếp đãi khách thế này nhanh giàu lắm nhỉ. Cho hai đen đá đi. Này, quán này có gu lắm, khách phải đúng gu mới phục vụ. Thôi, có gì ông nói luôn đi. Tao đến đây vì thiện chí. Tao đang lo cho anh trai của mày đấy. Anh em tao tự lo được. Mày lo cho cái thân mày đi. Hoặc là về nhà ấy, lo cho thằng cu ấy. Để nó đi với mẹ nó đến những cái chỗ đấy đêm hôm như thế, nên người làm sao được. Mày có lắm chuyện nhỉ. Đừng bao giờ nhắc đến con tao. Mày nên nhớ mày cũng có con gái đấy. Mày có muốn người khác nhắc đến gia đình vợ con mày không? Tao đến đây để nhắc mày. Lão Đông biết thằng Chí về rồi nên đang lùng sục để trả thù đấy. Nhưng muốn đảm bảo an toàn cho gia đình vợ con mày thì bảo nó trốn cho thật kỹ vào. Mày đừng nghĩ mày nói với cái lời đấy thì tao tin mày là người tốt đâu. Chuyện của anh em tao tự lo. Mà lần sau ấy, mày cũng không cần phải đến đây nói mấy cái lời khét lẹt lẹt dọa dẫm mày đâu. Tao không sợ đâu, tao quen rồi. Tao chỉ nhắc mày thế thôi. Mày cũng đừng to mồm quá. Bây giờ là lúc mày tỉnh táo lại đi. Là nên bảo vệ gia đình mày hay là anh trai mày. Biết thằng anh mày đụng đến ai rồi thì cứ chuẩn bị tinh thần trước đi. Làm nào bây giờ anh? Nhà có trẻ con, còn công việc làm ăn nữa. Sao lại cứ quýt làm cam chịu như này? Để anh tính đã. Còn tính cái gì nữa? Anh làm sao thế? Rõ ràng là nó không tìm bác Chí, nó đến tìm vợ chồng mình. Thì quá là nó lấy vợ chồng mình ra để uy hiếp bác Chí. Anh gọi cho bác Chí đi. Bác Chí bây giờ mà biết việc này là to chuyện đấy. Anh đừng có mà ôm dâm dạm bụng. Anh em này anh em, việc của ai người phải tự lo chứ. Em nói thế mà nghe được à? Thế phải nói như thế nào? Bây giờ bác Chí bác một thân một mình, bác có vấn đề gì bác còn cao chạy xa bay được. Anh còn đèo bỏng cả vợ con anh đấy. Bây giờ anh không nghĩ cho em, anh phải nghĩ cho con chứ. Thôi nói bé thôi, bao nhiêu khách khứa ở đây. Anh muốn làm thế nào thì làm. Đừng có bắt vợ con anh phải hy sinh cho anh trai của anh nữa. Tại sao ngày xưa cái việc bác Chí làm, bây giờ lại bắt gia đình phải gánh thay? Em không chấp nhận được. Nhớ nhá, theo dõi để 24/24 thấy động tĩnh gì alo tao luôn. Biết chưa? Cấm thằng nào bỏ vị trí ấy. Cắm chốt ở quán em nó rồi anh. Có cần làm gì không ạ? Hay là cứ lần vẩn theo dõi nữa? Từng bước một thôi. Dùng cây dọa khỉ đã. Thứ tao muốn ý là chúng nó trả thù cầu xé lẫn nhau. Thằng nào thắng mình cũng có lợi cả. Ý anh là Lão Đông với thằng Long hay Lão Đông với thằng Chí? Cả hai. Thank you.
thấy chưa anh? Đuổi theo cái xe cứu thương chưa? Đuổi theo xe cứu thương thì đuổi nào được, thôi anh trả tiền em còn đi.